Xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Coin68. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em đồng hành trên một cái cuộc hành trình về một cái đồng coin mà mình đã hứa với anh em là mình sẽ làm về cái đồng coin đó, để có thể chia sẻ cho anh em một cái góc nhìn nó mới hơn, một cái góc nhìn nó khác. Mà mình nghĩ rằng là cái góc nhìn này nó sẽ hoàn toàn khác biệt với những gì mà anh em đang nghĩ về Dogecoin đó. Thì có một lưu ý nho nhỏ là trong video lần này mình sẽ không đề cập quá nhiều rằng là chúng ta có nên đầu tư về Dogecoin hay không, hay là chúng ta có nên FOMO, hoặc là những cái gì mà nó liên quan đến cái quyết định đầu tư của anh em. Tại vì á, đối với mình, khi mình làm một cái video này, mình muốn chia sẻ cho anh em về một cái câu chuyện khác, mà cái câu chuyện này là mình cũng đã trải nghiệm cùng với nó qua năm tháng, chứ không phải là một sớm một chiều mình có thể nhận ra được điều này. Và tất cả những cái thông tin mà mình chia sẻ cho anh em qua cái câu chuyện này, qua cái chia sẻ của mình, thì nó đều là quan điểm cá nhân mà thôi. Vì thế anh em có thể cho rằng nó đúng hoặc là nó sai, tùy quan điểm của anh em, và mình luôn luôn tôn trọng quan điểm đó của anh em nha. Và một lưu ý nho nhỏ nữa, tức là mình có nhận được một số những cái bình luận góp ý của các anh em về vấn đề là phát âm đồng coin đó ra sao. Và mình cũng xin đính chính lại là rằng là vì những cái nội dung thông tin về những cái dự án, những cái đồng coin mà mình muốn chia sẻ cho anh em đó, tại vì chúng ta là người Việt mà, đúng không? Nên mình cũng sẽ phát âm một cách nó gần gũi nhất đến cho anh em. Tại vì là mình hiểu rằng là không phải ai cũng có thể phát âm đúng về những cái vấn đề đó. Về cái đồng này á, thì nếu mà phát âm đúng thì nó sẽ là Dogecoin. Dogecoin. Để mang lại cái sự gần gũi hơn cho anh em thì mình sẽ dùng Dog đi ha. Tại vì mình nghĩ rằng là nhiều anh em cũng hay trêu là Dogecoin, thì mình sử dụng Dog đi cho nó gần gũi và nó dễ tiếp cận hơn đối với anh em nha. Ok, vậy thì chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay vào cái video ngày hôm nay thôi. Thì cũng như thường lệ, đối với những cái dự án mà mình chia sẻ góc nhìn của mình, thì mình sẽ luôn lập ra những cái mind map để có thể tóm gọn lại nhất những thông tin có thể, để cho anh em dễ dàng theo dõi hơn, chứ mình sẽ không có bị rối ha. Vậy thì cái mind map mình đã thiết lập sẵn ở đây. Thì đầu tiên, khi mà chúng ta nói về Dog đó, thì chúng ta hãy quay ngược lại một tí về cái lịch sử hình thành của Dog đi. Thì Dog được thành lập vào năm 2013 bởi hai nhà sáng lập là Jackson Palmer và Billy Markus anh em. Thì tại sao ở đây mình đặt ngay đầu tiên ở cái mind map của mình lại chia ra như thế này đó? Thì cái điều này á, nó là một cái xương sống để mà sâu chuỗi tất cả những cái hành động của những vị tỷ phú như là Elon Musk, Mark Cuban, hay là cái làn sóng FOMO của cộng đồng. Đó thì ok, mình sẽ tiến ngay vào thôi. Thì Dogecoin được thành lập vào năm 2013 bởi hai người này. Và cái mục tiêu của dự án khi mà Dogecoin được ra đời đó, thì anh em phải nắm rõ giúp mình là khác hoàn toàn với những dự án còn lại. Dogecoin ra đời với một cái mục đích chỉ là một trò vui, một cái ý tưởng nào đó được lóe lên vào cái thời điểm đó, dựa trên những cái meme như là chú chó Shiba và những cái năm đó đó anh em. Thì nó đã là một những cái meme rất là nổi tiếng vào cái thời đó. Và cái ý tưởng để Dogecoin ra đời vào năm 2013 nó là như vậy mà thôi. Và cái mục đích của nó là gì? Cái mục đích của nó chỉ dừng lại ở mục đích gọi là vui vẻ với nhau, giải trí với nhau mà thôi. Tại vì anh em nào biết vào cái thời điểm đó đó, thì những cái mạng xã hội nè, hoặc là những cái cộng đồng, họ trao đổi những cái luồng thông tin với nhau, họ chia sẻ với nhau, họ bình luận với nhau về một cái chủ đề nào đó. Thì khi mà có những cái bình luận hay, có những cái bình luận tích cực, và có một cái sự trao đổi tương tác lẫn nhau mà nó hiệu quả đó, thì họ có thể sử dụng cái đồng Dogecoin này để mà họ tiếp cho nhau. Đó, họ tiếp cho nhau giống như là một cái món quà vui vẻ cho nhau mà thôi. Và cái mục đích ban đầu của hai nhà sáng lập họ tạo ra, thì họ cũng đã tuyên bố một cách rất là thẳng thắn như vậy, chứ không có phải là hướng tới những cái mục đích vĩ mô xa vời hơn như là tôi sẽ trở thành một cái loại tiền tệ nào đó có thể cải thiện hệ thống tài chính của quốc gia, hay là cải thiện những cái vấn đề tài chính trên toàn cầu gì đó. Thực sự là không có nha anh em. Và họ tuyên bố một cách rất là thẳng thắn như vậy. Và cái điều này á, nó đã cho mình một cái suy nghĩ rằng là, sau khi mình tìm hiểu và mình sâu chuỗi lại, thì mình mới nhận thấy được rằng là sao, tức là Dogecoin nó như là một cái ranh giới rất là rõ ràng giữa hai thái cực mà đang tồn tại trên thị trường tiền mã hóa của chúng ta, đúng không? Bây giờ anh em có thể thấy là năm 2017, 2016 chúng ta chỉ có hàng trăm đồng coin thôi. Nhưng đến thời điểm hiện tại chúng ta có hơn 10.000, 12.000 đồng coin đang tồn tại trên thị trường rồi. Đen trắng rất là lẫn lộn, và cái điều đó nó gây ra một cái tác động rất là rủi ro và nguy hiểm đối với các nhà đầu tư. Khi mà các nhà đầu tư nào á, mà họ đầu tư vào một cái dự án, đúng không? Họ sẽ gặp những cái rủi ro, ví dụ như dự án đó bánh vẽ quá nhiều. Họ không làm gì cả, nhưng mà họ vẽ ra cho chúng ta rằng là tôi sẽ là một dự án tầm cỡ như thế này thế kia, tôi sẽ là một dự án có thể tiến xa trong tương lai, có thể cải thiện được rất nhiều các vấn đề trong tương lai và chúng tôi sẽ giải quyết được. Và từ đó họ vẽ ra cho anh em những cái bức tranh tương lai rất là hoa mỹ, rất là tuyệt vời để mà anh em có thể đầu tư vào những cái dự án đó, và cuối cùng chúng ta thua lỗ, đúng không? Các nhà phát triển dự án họ cầm tiền họ bỏ chạy, hoặc là rút thua, hoặc là bị hack gì đó, họ vẽ ra rất nhiều cái chiêu trò trong đó đó, và chúng ta ngay lập tức sập bẫy đó. Và phần còn lại thì sao? Phần còn lại là những dự án có giá trị tuyệt vời, mang lại những cái giá trị rất là đích thực đối với cuộc sống của chúng ta, như mình có thể liệt kê ở đây đó. Anh em có thể thấy là những dự án scam đầy rẫy trên thị trường đó, mà họ bánh vẽ tới nỗi mà chúng ta bị lu mờ luôn, chúng ta vô tình chúng ta sập hầm luôn. Và đối lập với nó là những dự án thực sự có giá trị, như là về Bitcoin, về Ethereum, về BNB, về FTT đó, những đồng coin sàn của các sàn uy tín trên thế giới. Thì tại sao mình lại chỉ ra cái vấn đề này đó? Thì anh em thấy giữa hai cái phương diện đối lập như vậy, đúng không, trắng đen lẫn lộn như vậy, thì Dogecoin nó là đứng ở giữa. Tại sao? Tại vì nếu mà anh em bảo rằng là Dogecoin là một dự án scam, một dự án pump and dump, có phải không? Nhưng mà riêng đối với cá nhân mình đó không phải, tại vì ngay từ ban đầu đội ngũ dự án họ đã tuyên bố rằng là chúng tôi tạo ra chỉ để vui thôi mà, chúng tôi tạo ra là một cái phương thức, một cái nguồn trao đổi để giải trí với nhau thôi mà, chúng tôi không có scam gì ở đây cả. Và nếu nói rằng chúng tôi là một dự án có giá trị đích thực cũng không phải, đúng không? Tại vì cái mà chúng tôi muốn hướng đến chỉ là một cái trò vui vẻ giữa những cộng đồng với nhau mà thôi. Và chính vì cái lý do đó, khi mà mình tìm hiểu ra thì mình đã cảm thấy rất là ngưỡng mộ Dogecoin. Và nếu chúng ta áp dụng vào cái đời sống thực tế cũng vậy, con người chúng ta luôn luôn có những cái góc khuất của nhau mà chúng ta không dám thẳng thắn với nhau, đúng không? Khi chúng ta nói thế này, khi chúng ta nói thế kia, và ít khi nào chúng ta dám đối diện trực tiếp với bản thân của mình. Và nhất là nó đánh vào cái sự của các nhà đầu tư vào thị trường nữa. Ít khi nào chúng ta dám đối diện trực tiếp với những khoản thua lỗ do những quyết định sai lầm của chúng ta, đúng không? Hoặc là ít khi nào chúng ta dám thừa nhận rằng là chúng ta đã đầu tư một khoản có lãi, có lời, hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của chúng ta chứ không phải là sự may mắn, đúng không? Vậy thì Dogecoin nó như một cái tấm gương phản chiếu để tất cả những điều đó. Và mình cảm thấy rằng là đây là một dự án cực kỳ hay. Và khi mình nhìn vào Dogecoin thì mình đã nhận ra được thêm nhiều cái bài học, không chỉ về trong thị trường đầu tư của chúng ta nữa, mà đây còn là một cái bài học trong cuộc sống đối với mình, đối với những cái mà mình tiếp xúc với xã hội, những cái bài học lớn mà mình học được trong cái cuộc sống này để mình có thể phát triển bản thân mình nhiều hơn nữa đó. Vậy thì đó là mình đã nói sơ qua về những cái gì mà mình đánh giá ban đầu về Dogecoin đó. Thì trước đây á, khi mình thấy rằng là ở cái cơn sóng Dogecoin nó FOMO như vậy thì trong lòng mình cũng nghĩ rằng là ôi, cái dự án này scam, cái dự án này thế kia. Nhưng mà khi mà mình tìm hiểu lại, mình đứng ở một cái quan điểm trung lập thì mình có những cái quan điểm để đến hiện tại mình có thể chia sẻ đến cho anh em. Và đó là quá trình, chứ không phải là vấn đề rằng là chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy được rằng nó pump and dump, nó scam như vậy, nó bơm thổi như vậy là nó hẳn là xấu nha anh em. Ok, vậy thì chúng ta hãy tiếp đến một cái thông tin quan trọng tiếp theo đi. Tức là để nói về Dogecoin thì chúng ta không thể nào chúng ta phủ nhận được cái tầm ảnh hưởng của Elon Musk, đúng không? Thì anh em cũng đã biết á, vào khoảng cuối năm 2020 trở đi á, thì Elon Musk đã là một cái tên không thể nào thiếu được trong những cái sự kiện liên quan đến Dogecoin và được cộng đồng chú ý rất là nhiều trên toàn cầu đó. Nó bắt đầu từ ra sao? Nó bắt đầu từ khi mà ông liên tục ông nhắc về Dog trên cái trang cá nhân của mình đó. Ông nói rằng là sao? Ông nói rằng là Dog có thể là lật đổ cả Bitcoin, cả Ethereum, và đó có thể trở thành một cái phương tiện tiền tệ chính, có thể thay đổi nhân loại về đủ thứ trên trời dưới đất hết. Thì á, cái việc mà Elon Musk bắt đầu bước chân, bắt đầu bắt tay với Bitcoin, bắt đầu bắt tay với Dogecoin đó, thì cộng đồng lúc đó đã FOMO. Và anh em cũng đã thấy là cái sự FOMO nó rất là kinh khủng, đúng không? Nó kinh khủng tới nỗi á, mà cái giá trị giao dịch, cái khối lượng giao dịch của Dogecoin vào thời điểm đó nó hơn hẳn cái Bitcoin luôn. Và cứ ngày nào anh em thức dậy, anh em lên báo thì anh em cũng thấy rằng là ồ, đâu đâu cũng là chó, đâu đâu cũng là Dogecoin cả. Và cái điều đó nó đã khiến giá Dogecoin lên rất là cao. Và thị trường, và không chỉ thị trường giao ngay đâu anh em, mà thị trường future, những thị trường phái sinh vào thời điểm đó, giao dịch Dogecoin cũng cực kỳ áp đảo Bitcoin. Và cái điều đó nó đã xảy ra khi mà Dogecoin đã chịu một cái cú xả rất là mạnh từ đỉnh. Mình nhớ không nhầm á, đó là vào khoảng là 0,7, 0,8 đô đó. Nó xả cực kỳ mạnh xuống. Thì lúc đó cái việc thanh lý tài sản hàng tỷ đô la nó sẽ xảy ra mà thôi. Và chính vì những cái điều đó cùng với những cái hành động, những cái động thái liên tục đề cập đến Dogecoin trên trang cá nhân của mình đó, thì cuối cùng đó Elon Musk đã bị cộng đồng chỉ trích rất là nhiều và thậm chí còn đòi tẩy chay ông nữa, đúng không? Nhưng mà mình muốn cho anh em thấy được là một cái dữ liệu mà đến thời điểm hiện tại mình muốn chia sẻ lại cho anh em. Tức là vào cái thời điểm đó, khi mà những cái động thái của Elon Musk, những cái thông tin của ông đưa ra khiến giá Dogecoin cộng đồng bay vào FOMO một cách rất là cao như vậy, nhưng mà đột nhiên nó sụp một cách như vậy đó, thì cộng đồng tẩy chay ông. Và lúc đó ông đã đăng một cái dòng trạng thái, mà cái dòng trạng thái này á, thì mình cũng phải mất thời gian để mà mình nghiền ngẫm thì mình mới có thể hiểu được ông. Tức là ông nói rằng là sao? Ông nói rằng là chẳng lẽ nào tôi phải giữ một cái niềm đam mê của tôi phải giữ một cái sở thích của tôi trong lòng, chứ tôi không được nói ra sao? Và khi tôi nói ra như vậy đó thì cộng đồng lại tẩy chay tôi vẫn không hiểu đó. Thì đây giống như là một cái lời giải bày của Elon Musk vậy. Và cái lời giải bày này nó có những cái nội dung ra sao thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho anh em. Vì anh em biết rằng á, là khi mà Elon Musk đăng một cái tấm ảnh này cùng với một chú chó đó, thì anh em thấy không, đây là năm 1980 cùng với những cái thiết bị máy tính, những cái công cụ lập trình nè. Đó thì chúng ta cũng đã biết được rằng là Elon Musk là một người rất là đam mê về công nghệ đó, mà ông lại thốt lên rằng là chẳng lẽ tôi phải giữ những cái đam mê sở thích của tôi mà tôi không được nói ra sao? Và khi tôi nói ra thì cộng đồng lại tẩy chay tôi. Và cái sự việc này nó liên quan đến Dog. Thì chúng ta hãy quay trở lại đi. Thì á, tất cả đã đều được giải bày ở trong cái sự kiện The B-Word. The B-Word này á, thì anh em biết rằng á, là trong cái sự kiện này chúng ta có những cái nhân vật rất là cộm cán, có một cái tầm ảnh hưởng rất là nhất định ở trên thị trường tiền mã hóa của chúng ta, như là về Elon Musk, về Cathy Wood, về Jack Dorsey. Thì những người này á, họ đã ngồi lại với nhau để mà họ thảo luận về những cái vấn đề phát triển của Bitcoin đối với tương lai và đối với trên toàn cầu trong cái thời gian sắp tới ra sao á. Thì trong cái sự kiện đó anh em, thì Elon Musk ông tuyên bố rằng á, là ông vẫn cực kỳ ưa thích Dog và ông vẫn nắm giữ số lượng Dog bên cạnh cái việc đầu tư vào Bitcoin và Ethereum của ông. Đó, vậy thì sao? Ông đã giải bày thêm rằng á, là cái vấn đề mà tại sao ông đầu tư vào Dog là vì sao? Tại vì là cái bản năng con người mà anh em, cái bản năng của ông vốn dĩ là ông được sinh ra, ông lớn lên, thì cái sở thích của ông là sao? Sở thích của ông là ông thích những cái meme, ông thích những cái điều vui vẻ, và ông thích chó nữa. Tại vì chó là một cái động vật mà Elon Musk cực kỳ thích và ông cũng đã nuôi trong nhà ông. Đó, mà cộng lại cái vấn đề nữa là ông là một người rất đam mê về công nghệ, rất đam mê về những cái gì nó liên quan đến máy tính, nó liên quan đến công nghệ đó. Thì để kết hợp lại những cái sở thích như vậy thì Dogecoin chính là một cái sự kết hợp đó. Và dĩ nhiên khi mà những cái sở thích bản năng của ông ở ngoài đời thực cộng với những cái niềm đam mê về công nghệ máy tính của mình, thì Dogecoin chính là một cái sự kết hợp đó. Và dĩ nhiên ông yêu thích Dogecoin mà thôi. Và khi ông yêu thích một cái gì đó thì ông sẽ đầu tư vào nó mà thôi. Chứ đây không phải là vấn đề là ông đang cố tình pump and dump Dog, hay là ông đang cố tình tạo ra một cái làn sóng gì đó để cho cộng đồng có thể phẫn nộ và tẩy chay ông như vậy. Đó anh em. Thì mình quay lại cái lời lý giải của ông đi. Cái lời lý giải của ông vào cái thời điểm đó đi. Đây. Đó, ông nói rằng là tôi, chẳng lẽ tôi không được nói ra hay sao? Thì chúng ta hãy lật lại, chúng ta hãy đứng ở một cái quan điểm trung lập là sao? Là nếu vào thời điểm năm 1980, vào những cái thời điểm trước khi Elon Musk thành công, mà ông nói rằng là ông thích Dog, ông thích này kia, ông thích đồng coin này, đồng coin kia, thì liệu có ai để ý hay không? Và liệu chúng ta có bay vào FOMO, chúng ta có bay vào tranh cãi, mổ xẻ ra cái vấn đề xảy ra xung quanh Dogecoin hay không? Đúng không? Mà đến thời điểm hiện tại, khi mà ông với một cái cương vị là một người tỷ phú giàu nhất hành tinh rồi, thì khi mà ông nói ra những cái sở thích như vậy thì cộng đồng lại cho rằng á, là ok, ông đang đầu tư, ông đang FOMO vào, thì chúng tôi cũng sẽ bay vào FOMO, chúng tôi cũng sẽ bay vào bởi cái làn sóng này. Và chính vì cái điều đó đã giết chết các nhà đầu tư khi mà bay vào cái làn sóng FOMO của Dogecoin. Và điều này á, khi mình xem xét ở cái quan điểm trung lập của mình á, thì mình cảm thấy rằng là dường như Elon Musk ông không có lỗi trong cái trường hợp này, mà cái người có lỗi là chẳng qua là các nhà đầu tư họ đã quá FOMO vào cái cơn sóng này và gánh chịu những cái tổn thất lớn về cái đồng Dog này. Đó. Và tiếp theo đó, mình muốn chia sẻ tiếp theo đến cho anh em á, là ở trong cái sự kiện The B-Word này á, thì ông cũng đã nói về Dogecoin rằng là sao? Ông nói rằng là cái sự mà vui vẻ, vui tính của Dogecoin, cái sự mà không có giá trị của Dogecoin đôi khi nó lại là một cái điểm rất điểm lợi rất là lớn đối với Dog, tại vì là những cái gì bất khả thi á, thì đôi khi nó lại là một cái sự thành công rất là lớn trong tương lai. Thì chúng ta có thể quay lại một cái câu chuyện rằng là sao, rằng là Elon Musk là một người đi từ cái con đường bất khả thi để mà tiến đến sự thành công ngày hôm nay. Đó, thì mình cũng muốn chia sẻ đến cho anh em, tức là vào cái thời điểm mà Tesla chưa ra đời đó anh em, thì Elon Musk thì ông là một người Nam Phi mà, ông sinh ra tại một cái vùng rất là khắc nghiệt như vậy đó, thì đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến những cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ viển vông, những cái suy nghĩ nó bất khả thi để mà ông có thể hướng đến những cái sự thành công trong tương lai. Một con người rất là đầy khát khao và tham vọng đó anh em. Thì lúc đó Elon Musk có đặt ra câu hỏi rằng là tại sao chúng ta không có một cái chiếc xe để có thể đi khắp Hoa Kỳ mà không sử dụng năng lượng xăng nhỉ? Chỉ cần sử dụng năng lượng mặt trời ở các trạm khai thác mà thôi. Đó, thì cuối cùng anh em cũng đã thấy là Tesla đã ra đời. Và một cái dẫn chứng khác đó chính là Elon Musk đã nói rằng là khi mà con người của chúng ta sinh ra ở cái quả địa cầu này, chúng ta sinh ra ở nơi đất mẹ này, nhưng mà nếu mà chúng ta chết đi ở trên sao Hỏa thì sao? Thì cuối cùng là anh em cũng đã thấy được rằng là SpaceX đã ra đời, và những cái cuộc phóng tên lửa của SpaceX nó đã gặp những cái bước biến cố ngay từ lúc đầu, nhưng đến thời điểm hiện tại ông vẫn không bỏ cuộc và vẫn kiên trì. Và cuối cùng anh em thấy rằng là sao? Là hiện tại bây giờ SpaceX đã phóng thành công được rất nhiều tên lửa để có thể đi ra ngoài hành tinh, đi đến sao Hỏa để mà có thể khám phá hơn những cái điều mới mẻ, để mang lại cho chúng ta những cái sự bước tiến mới về mặt công nghệ trong tương lai. Đó, vậy thì qua những cái chia sẻ của mình vừa rồi thì tóm gọn lại là ở thời điểm hiện tại thì chúng ta hãy mổ xẻ một tí về ẩn ý của Elon Musk đối với cái đồng Dogecoin này đi. Thì anh em cũng đã biết được rằng á, là vào khoảng tháng 3, tháng 4 thì Tesla có chấp nhận là Bitcoin là một cái phương thức thanh toán cho Tesla, đúng không? Nhưng mà cuối cùng thì chỉ sau một tháng thôi thì Tesla đã ngừng thanh toán Bitcoin cho những mẫu xe của công ty. Vậy thì vào cái thời điểm đó thì ông Elon Musk đó, ông mới có một cái tweet đó, ông đăng trên trang cá nhân của mình rằng là sao? Là nếu mà Tesla mà ngừng thanh toán Bitcoin, vậy thì sẽ có một cái phương thức thanh toán thay thế mới, và đó là những đồng coin nào? Thì Elon Musk vào thời điểm đó ông có đăng trên trang cá nhân của mình rằng là các bạn có muốn Tesla chấp nhận Doge để thanh toán hay không? Đó, tại vì sao? Tại vì ông đưa ra những cái dẫn chứng là Bitcoin đang được khai thác bằng những cái năng lượng mà nó không có thân thiện với môi trường, trong khi Doge thì lại khác, với mức phí giao dịch rẻ hơn, với những cái tính thanh khoản cao hơn Bitcoin. Vì thế nên là Tesla sẽ có một cái ý định nào đó có thể mở đường cho Doge hay không. Và ông đã thực hiện một cái cuộc khảo sát trên trang cá nhân của mình, thì vào cái thời điểm đó chúng ta đã có tới 78,2% những người ủng hộ cho việc là Tesla sẽ chấp nhận Doge. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì cái câu chuyện đó dường như là nó chưa có diễn biến tiếp tục nha anh em. Đó chỉ là vào cái thời điểm đó thôi. Và NFT và Doge thì anh em có thể thấy rằng là vào tháng 3 năm 2021 đó, thì chúng ta đã thấy được là Elon Musk ông đã tạo một cái NFT riêng cho mình. Đó, ông đã tạo một cái NFT riêng cho mình, và nó đã nhận được rất nhiều cái sự chú ý của cộng đồng vào cái NFT này, nhưng cũng rất là nhanh chóng mà thôi. Thì đến ngày 17 tháng 3 đó thì ông cũng đã thông báo trên trang cá nhân của mình rằng là ông sẽ không có bán NFT này nữa. Đó. Và những cái điều mà mình vừa chia sẻ cho anh em á, thì tại sao chúng ta lại xem rằng đây là những cái ẩn ý của Musk, thì chúng ta hãy xem ngay vào cái sự kiện mới nhất của Musk đi. Để mình đây, cái sự kiện mới nhất của Musk khi mà ông đăng ảnh một chú chó đang ngồi trên chiếc Tesla của mình. Ok, để mình tìm cái hình ảnh đó cho anh em xem. Ở đây vào ngày 4 tháng 10 thì ông đã đăng một cái hình ảnh chú chó của ông. Đó, thì chú chó này là một chú chó có tên là Floki nha anh em. Thì chú chó này đã được ông mới đem về thôi, để gia nhập cái gia đình của ông thôi. Thì ông đã đăng một cái bức ảnh này, chú chó này ngồi trên một chiếc Tesla. Thì chúng ta đã có những cái ẩn ý gì đây? Và những cái này là theo quan điểm cá nhân của mình nha, chứ thật sự là Elon Musk ông không có tuyên bố đâu. Nhưng mà dựa vào những cái dữ kiện đó thì chúng ta có thể thấy được rằng là nếu mà chúng ta xem xét vào cái cuộc khảo sát của ông vào cái thời điểm khi mà ông chọn Dogecoin làm phương tiện thay thế cho Bitcoin để mà cho Tesla thanh toán đó, thì khi mà ông đăng cái bức ảnh như thế này thì liệu cái câu chuyện sau này khi mà ông có chấp nhận Dogecoin hay không, ông có chấp nhận một cái đồng meme coin nào đó, mà ở đây thì mình chỉ nghĩ rằng là có thể nhất, có khả thi nhất thì vẫn là Dogecoin mà thôi, để có thể trở thành một cái phương tiện thanh toán cho Tesla hay không. Thì điều này là theo mình nghĩ là có khả thi nha. Tại vì theo những cái dữ kiện mà quan sát từ hồi đầu năm đến bây giờ đó, và mới nhất là chú chó này nằm trên chiếc Tesla, thì mình nghĩ rằng là tương lai thì Elon Musk sẽ chấp nhận mà thôi, với cái niềm đam mê, với cái sở thích mãnh liệt của ông đó. Và NFT và Dogecoin thì chúng ta cũng đã thấy rằng là trong quá khứ Elon Musk đã tạo ra những cái NFT cho riêng mình rồi, nhưng mà sau đó ông lại không có tham gia vào cái thị trường này nữa. Và cái điều này mình sẽ nói rõ hơn khi mà chúng ta đến Dogecoin Foundation ở đây. Và một cái điểm nữa chính là mẹ của ông là bà May Musk hiện tại cũng đang rất là tham gia tích cực vào cái lĩnh vực Metaverse, cùng với CZ là CEO của sàn Binance, hay là cùng với Justin Sun là CEO của Tron, đồng TRX anh em. Thì liệu Elon Musk có quay trở lại cái thị trường NFT này, và cái thị trường NFT này có mối liên hệ mật thiết nào đó với Dogecoin hay không, hoặc là Tesla và Dogecoin sẽ như thế nào, thì tất cả những điều đó đều có khả thi so với những dữ kiện mà mình đang thu thập vào thời điểm hiện tại nha anh em. Đó. Vậy thì để cái vấn đề này NFT, Dogecoin, Metaverse cùng với mẹ của ông là May Musk, với cái động thái của bà khi bà đang rất tham gia tích cực vào cái lĩnh vực Metaverse và NFT này, thì hai cái dữ kiện này mình sẽ giải đáp cho anh em vào cái phần phía sau này Dogecoin Foundation đây ha.